uống trà hay nước lọc mỗi ngày tốt hơn? Thói quen uống trà tốt cho tim, giúp giảm mỡ máu nhưng vẫn không thể thay thế hoàn toàn nước lọc. Dưới đây là sự so sánh về nước lọc và trà đăng trên Medicine đã được tiến sĩ, bác sĩ người Ấn Độ Poonam Sachet kiểm duyệt. Trong nhiều năm đã diễn ra cuộc tranh luận chúng ta thực sự cần bao nhiêu cốc nước mỗi ngày để tốt nhất cho sức khỏe. Một người được coi là hấp thụ đủ nước khi lượng chất lỏng thoát ra khỏi cơ thể bằng với lượng chất lỏng đi vào. Cơ thể bạn khác với mọi người, vì vậy lượng chất lỏng bạn cần sẽ không giống với bạn bè, vợ, chồng hoặc bất kỳ ai khác. Cách tốt nhất để biết bạn có đủ nước hay không là kiểm tra màu nước tiểu. Màu vàng nhạt hoặc trong suốt cho biết bạn đã hấp thụ đủ nước, trong khi màu vàng sẫm đồng nghĩa bạn cần uống thêm. Uống nước lọc không phải là lựa chọn duy nhất để cung cấp nước cho cơ thể. Sữa, nước trái cây và các loại đồ uống khác đều góp phần vào tổng lượng chất lỏng mà bạn hấp thụ. Một số loại thực phẩm cũng chứa nhiều nước như trái cây, rau củ. Trà, cà phê có làm bạn mất nước không? Một số quan niệm cho rằng đồ uống chứa caffeine như cà phê và trà không thể cung cấp nước cho bạn vì caffeine lợi tiểu, góp phần loại bỏ nước và muối khỏi cơ thể. Tuy nhiên, đồ uống chứa caffeine có thể có tác dụng lợi tiểu nhưng chỉ khi tiêu thụ lượng lớn. Người trưởng thành khỏe mạnh có khả năng tiêu thụ khoảng 400mg caffeine mỗi ngày mà không có tác dụng phụ rõ rệt, tương 4-5 tách cà phê đen hoặc 8-9 tách trà đen. Nếu dùng lượng caffeine nhiều hơn, bạn có thể bắt đầu thấy tác dụng lợi tiểu. Ngoài ra, cơ thể bạn sẽ dần thích nghi với lượng lớn caffeine theo thời gian, làm giảm tác dụng lợi tiểu. Có thể uống trà thay thế nước lọc không? Câu trả lời là không. Trong cuộc chiến giữa nước và trà, nước vẫn chiến thắng. Nước không chứa caffeine, đường hoặc các chất phụ gia khác nên đây là dạng đồ uống tinh khiết nhất. Bạn có thể duy trì thói quen uống trà vì loại nước này sẽ góp phần cấp nước cho cơ thể. Tuy nhiên, trà không thể thay thế nước, đặc biệt nếu bạn uống nhiều hơn 6-7 tách trà đen mỗi ngày. Điều quan trọng là phải bổ sung nước lọc vào lượng chất lỏng cần thiết hàng ngày của bạn. Cấp đủ nước cho cơ thể giúp ích cho tóc, da, tâm trạng và hầu hết chức năng của cơ thể. Trà xanh cũng chứa caffeine, nhưng ít hơn trà đen, làm giảm tác dụng lợi tiểu. Trà xanh còn chứa chất chống oxy hóa ngăn ngừa tổn thương tế bào, giảm cholesterol, cải thiện lưu lượng máu và hỗ trợ một số tình trạng liên quan đến tim. Trà thảo mộc có khả năng cấp nước tốt hơn trà xanh và trà đen. Uống trà hoa cúc, trà quế vào buổi chiều có khả năng hỗ trợ bạn ngủ ngon.